Quá đã, tuyệt vời, vui vẻ. Nói chung là tiết mục hàng ngày quậy cho đã cái nư rồi đói bụng ngồi chảy thay. Rồi gọi vô mâm nè mấy má. Cái tụ vàng này ăn khu riêng, hai má con cũng ăn khu riêng tại không có hạp với tụ vàng á. Thấy mệt ăn mèo mà cũng phải đặt drama nữa. Xong rồi giờ tới tôi nè. Nè cho mỗi đứa hửi miếng vui vẻ nè. Thơm hay ăn không? Ăn tự mua. Thêm cái thảm hay làm picnic tại nhà cho có không khí không? Chỗ người ta làm picnic thì không quậy nha. Cho mượn thêm cây dừa nghe cho nó có miếng mùa hè. Gọi vô nghe đó bụng quá à. Thằng nãy lịch sự lắm nha. Bây giờ cái chân lên cao vậy đó cho đừng có trúng cái hộp. Ngồi vậy là có duyên dữ rồi đó anh hai ơi. Cái cục màu vàng ngồi trong góc sao chưa đi nữa. Thấy tôi khui cái hộp thơm quá rồi tính âm mưu gì phải không? Để giữ cái sự an toàn cho cái buổi picnic bình yên, để tôi di chuyển cái hộp pizza lên cao một xíu mất công. Bà già. Ủa ai kêu tôi vậy? Bà già. Ai kêu quậy trời, chỗ người ta đang ăn nha. Bà già bà ăn mình nên sao bà già? Cái hộp bà chà bướm bà ăn sao hết bà già? Hết trơn rồi mày khỏi lo đi. Nè cho hửi miếng lá dị nè. Thì tôi thử cái coi sao chứ tôi không có thèm. Mặt dị là không thèm đó. Mắt mày lé luôn rồi kìa. Cái gì mà thơm quá vậy? Cái gì thơm quá vậy? Chà miếng nè. Chà miếng. Chà miếng nè. Ăn trong áp lực thiệt sự, trước mặt là ăn dị nè. Còn sau lưng chè uy không có cái gì mà nó đã hơn ngồi ăn pizza ngon nhất cái nấc mà còn được ngắm mỹ nữ nữa. Tao dán này nha. Đó, dịu liền.